chị bởi vì đã tranh nhau cùng một cái phòng thâu. Này Breakfast Zone và Rizzo thôi đừng chất vấn nhau, lời qua tiếng lại nhưng sức đầu thì có hay ho đâu. Chị bảo nghe em, chúng ta mở rap battle thi đấu, ba vòng thể hiện đội nào thắng sẽ xí được phòng thâu. Là một khu phố mà sang sẽ tới tìm hoài không có chỗ đỗ, người cũng không thấy, có mỗi cá ngồi đeo nơ. Đây là sở thú hay là rừng rú, có người ở không? À hú. Ồ chào chị Kim, vòng nào ra vòng nấy, không phải số đo mà câu chuyện của chị ấy. Chị nói lòng vòng quanh vùng đi ngã bầy, tình tiết quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co, không có cái đường ra. Anh cáo thì làm gì không có chỗ gì, gặp khán giả nữ là buồn trái đam mê. Trò chuyện hơi lâu ha, giữ liên lạc hơi sâu ha, mà chẳng có ai cắn cầu rồi đã rủ tim đi nhậu. Tới lúc tính tiền ta lại chẳng thấy cáo đầu. Oh no, chẳng thấy cáo đầu. Oh no, chẳng thấy cáo đầu. Oh no. Cáo ơi, đâu mất hồi với tính tiền nè. Sống bắt đầu từ đâu, tôi cũng không biết nữa. Đối với Breakfast Zone thì Ryzen không có cửa, xe hư cần phải sửa, quăng vào khu phố này chạy chữa. Hay muốn nó biến mất thì ta tặng cho cái bật lửa. Đức bên đây, để tôi phải banh tay và gọi bằng cũ. Trong khi bên kia, đội ngũ toàn nhân viên thời vụ, suốt ngày đặt vé du lịch, chứ đi làm thì chỉ là phụ. Cứ mà lên đừng có chủ ụ, vì tụi này nói thẳng, chứ không có thích ẩn dụ. Mi tu hay là ốc bu, dẫn chung phải đợi đến thiên tu. Anh cha hay là ông già, giọng tốt nhưng nói như là ru ngủ. Gizzy hay là Miss D, phụ nữ thì tối này we love you. Ai biết kịch bản Breakfast Show mà đi đâu cũng được khen hay quá. MC hài hước nói chuyện dễ thương, thính giả cười thả ga, cả team hòa thuận gắn kết như người trong một nhà. Thôi, cố thêm chút nữa là bằng Ryzone rồi đấy nha. Thế mấy bạn nói cũng có lý, Ryzone đúng là thú vị. Các biên tập rất hài hước nhỉ và có nhiều kinh nghiệm quản lý. Dù lệ thế thường suy bị dí nhưng kịch bản không sót một ly. Hai chúng ta kể nhất người nhì thì tại sao còn phải sân si? Nhỉ? Quan gia nên giải, không nên kết. Nghe Breakfast Show dĩ mộng cho nó hết, chứ cả bà tiếng cười hoài nó cũng mệt. Show hay vậy hoài chắc là tôi chết. Này mày nói vậy á, tao cũng có ý kiến rồi nè. Nói nghe thử coi hợp nhãn không nha. Ừ, hoàn toàn tuần báo, bao giờ mới dứt. Mở nghe Ryzone vui tươi là hết mất. Xe kẹt người đông nhưng không bực tức. Chiều về mệt mỏi ta lấy lại sức. Ta lấy lại sức. Nắm tay nhau nào hai chương trình, sáng có hình thì chiều có bàn. Và mình ơi, dẫu gì cũng hai chương trình, ngày hai cái hẹn sáng chiều dắt nhau lên. Chưa bao giờ ta lên hình, loài người cùng nhau ghé qua. Vô sẽ show đi nha, vô là show đi nha, vô sẽ show đi nha, vô công đang cho vui nha. Hai chương trình đặc sắc livestream từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, xin kính mời, kính mời, kính mời, kính mời. Bài ca thì có phần A, bài thơ thì có phần Ơ. Em có bộ túng lơ khơ nhưng đánh cờ thì em đơ. Hai show rap thật bất ngờ, em chẳng biết xử sao bây giờ. Thôi nhờ thính giả giúp đỡ, thích team nào hãy vote đi hơn.